Bạn có biết nông nghiệp ở Mỹ xịn sò so tới mức nào? Nông nghiệp 4 chấm xin chào các bạn. Nếu bạn là người đang nung nấu ý tưởng làm giàu từ nông nghiệp hoặc chỉ đơn giản là muốn mở mang tầm mắt về một nền nông nghiệp hiện đại nhất thế giới thì video này chính xác là dành cho bạn. Không để các bạn phải chờ đợi lâu thêm nữa, ngay bây giờ, hãy cùng Ed vượt biển xuyên Tây bán cầu sang Mỹ để chiêm ngưỡng xem nền nông nghiệp tại quốc gia này có xịn sò so như lời đồn không nhé. Let's go. Nhắc đến nông nghiệp Mỹ, người ta thường nhớ tới một con số chấn động, gây tê liệt nền nông nghiệp của nhiều nước trên thế giới, nhưng lại là sự thăng hoa và phát triển đỉnh cao của nông nghiệp Mỹ con số mà Ed đang nhắc tới chính là số 1. Vâng, dù người làm nông nghiệp ở Mỹ chỉ chiếm 1% trong tổng dân số hơn 300 triệu người của nước này, tức là chỉ khoảng 3 triệu người ở Mỹ làm nông nghiệp, thế nhưng Mỹ liên tiếp đứng đầu thế giới nhiều năm liền về trồng trọt, về chăn nuôi hay về xuất khẩu nông sản. Nhân công vô cùng ít nhưng sản lượng lại vô cùng nhiều, đó là bởi vì những điều xịn sò dưới đây. Một là công nghệ và máy móc hiện đại không ai bằng. Hãy cùng S xem cách mà người nông dân Mỹ thu hoạch nông sản các bạn nhé. Đây là máy thu hoạch cà rốt, khoai tây và củ cải trắng. Đây là cách người ta thu hoạch lúa mì. Còn đặc biệt hơn, chiếc máy có bạt bao trùm quanh gốc cây như một cái mạng nhện khổng lồ, sau đó rung mạnh cây cho quả trên cây rụng xuống tấm bạt này, là cách mà người Mỹ thu hoạch táo đấy các bạn ạ. Không chỉ thu hoạch, công tác gieo trồng và chăm bón cũng hoàn toàn sử dụng máy móc và công nghệ hiện đại. Hình ảnh những chiếc máy bay phun thuốc trừ sâu, hệ thống tưới tiêu cảm ứng được độ ẩm của đất để tưới một cách chính xác và tiết kiệm, hay những chiếc máy xới đất kỹ càng và thẳng tắp, tất cả chẳng có xa lạ và được người Mỹ sử dụng thường xuyên trong những trang trại. Máy móc làm việc còn người nông dân chỉ việc ngồi trong cabin của máy móc, hưởng thụ sự mát lạnh hoặc ấm áp từ điều hòa và điều khiển máy móc hoạt động bằng các nút bấm chẳng khác gì một trò chơi game. Cũng có những nông dân giàu hơn, họ thuê luôn người điều khiển máy móc, còn mình thì cầm chiếc điện thoại, nhìn chăm chằm vào màn hình, nhưng không phải để chat chít mà là để theo dõi chi tiết lịch trình và phạm vi làm việc của máy. Nói thì lại bảo hoa, chứ nông dân Mỹ chắc chả phải sờ tay đến đất các bạn ạ, sung sướng thế đấy. Mình gặt mẫu ruộng bằng tay hàng tháng trời mới xong, chưa kể cái trời nắng 40 độ C mà ra đồng gặt lúa thì ôi thôi cát cháy. Mỹ thì mẫu ruộng lượn máy bay vài vòng chắc trong nửa tiếng là ngon lành cành đào. Chả trách có vài lao động mà năng suất và sản lượng thì lúc nào cũng ăn đứt thế giới. Vào đầu thế kỷ 20, phải có 4 nông dân mới sản xuất nông phẩm đủ nuôi cho 10 người. Ngày nay, một nông dân Mỹ có thể cung cấp đủ lương thực nuôi 100 người Mỹ và 32 người đang sống tại các nước trên thế giới. Thật không thể tin được. Diện tích canh tác rộng lớn cùng việc áp dụng các phương tiện và kỹ thuật hiện đại trong nông nghiệp đã khiến cho năng suất lao động tăng mạnh. Hai là trang trại cũng xịn sò không ai bằng. Nghĩ đến mô hình trang trại thì chắc các bạn sẽ có hình dung như thế nào? Chắc là những mảnh đất rộng nhưng chất đầy rơm, gia súc chạy tứ tung, đi được đoạn lại có một cái nhà kho lớn chữ không biết bao nhiêu là đồ đạc cùng nông sản và lan tỏa là hỗn hợp đủ thứ mùi khó chịu, đúng không ạ? Điều này thì không đúng với các trang trại ở Mỹ đâu các bạn ạ. Tại Mỹ, trang trại về nông nghiệp nhưng trông hiện đại như một khu công nghiệp vậy. Cảnh quan bên ngoài cũng đẹp thôi rồi, khiến nhiều người lần đầu tiên đến đây còn tưởng đây là một khu nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên. Những ngôi nhà hiện đại nối dài nhau, mỗi ngôi nhà sẽ có những chức năng riêng, có khu để nuôi gà lấy trứng, khu để cắt máy móc hoặc khu để trữ đồ. Những hệ thống tưới tiêu hoặc chăm sóc cây trồng, vật nuôi đều đã được lắp đặt sẵn. Rất ngăn nắp, rất gọn gàng, rất quy củ và cũng rất hiện đại. Môi trường làm việc lý tưởng của người nông dân là đây chứ đâu. Nói thật chứ S mà làm trong cảnh quan như các trang trại ở Mỹ thì mình có mà làm cả ngày không chán, cảm hứng làm việc nó lên hẳn đấy các bạn ạ. 3. Là người nông dân cũng sung sướng không ai bằng. Thu nhập của một người nông dân Mỹ có thể lên tới gần 70.000 đô la Mỹ một năm, tương đương khoảng gần 2 tỷ đồng tiền Việt. Đa số những người làm nông nghiệp ở Mỹ rất giàu, có tới 95% những người làm nông nghiệp là đại gia trên đất Mỹ. Không nói chắc các bạn cũng đã đoán được rồi Bởi riêng mấy cái máy siêu to khổng lồ mà Ad liệt kê ở đầu video Có cái giá cả nửa triệu đô rồi Mà lợi nhuận nhiều thì mới dám đầu tư khủng khiếp như thế, phải không các bạn? Với thu nhập như vậy, cuộc sống của những người nông dân Mỹ cũng vô cùng sung sướng Họ có thể dành thời gian để chăm lo cho gia đình và tận hưởng cuộc sống cùng nhau bằng việc ăn uống tại những nhà hàng sang trọng hoặc đi du lịch vòng quanh thế giới. Có rất nhiều người nông dân Mỹ sống trong những căn nhà đắt tiền ở những khu vốn chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, đẳng cấp và xa hoa bậc nhất ở Mỹ. Thế nên cũng đừng ai hỏi tại sao nhiều người Mỹ có bằng cấp, có trình độ đàng hoàng nhưng đi làm nông dân các bạn nhé. Một mặt vì làm nông nghiệp hiện đại như ở Mỹ thì cũng cần phải có đầu óc và trình độ cao. Mặt khác vì làm nông dân, nếu giỏi cũng có thu nhập không kém gì các ngành nghề khác và sung sướng không ai bằng. 4. Là chính phủ ưu đãi xịn sò không ai bằng Thật hiếm nền nông nghiệp của quốc gia nào được chính phủ ra nhiều ưu đãi xịn sò như ở nước Mỹ. Các chính sách như phát đất miễn phí để nông dân định cư lập nghiệp, tuyển cán bộ có trình độ cố vấn cho các hộ nông dân, tiến hành nghiên cứu nhiều giống mới chất lượng đã thực sự hỗ trợ, thúc đẩy và kích thích mạnh mẽ người Mỹ làm nông dân, làm nông nghiệp. Thậm chí có giai đoạn chính phủ còn cho nông dân vay tiền canh tác. Cụ thể, vào những thời điểm sản xuất dư thừa, nông dân bán sản phẩm cho chính phủ. Còn vào lúc giá nông phẩm cao, nông dân có quyền bán sản phẩm cho các công ty kinh doanh lương thực để tăng lợi tức. Làm nông không lò lỗ là đây chứ đâu nữa. Chính sách trợ giá cho nông dân của chính phủ Mỹ được kéo dài cho đến tận cuối những năm 1990. Và ngày nay, để phục vụ hiệu quả cho nông dân Mỹ trong sản xuất nông nghiệp, chính phủ đã tập trung vào chương trình dự trữ chiến lược, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học. Tất cả những ưu đãi vô cùng xịn sò so đó đã khích lệ nông dân Mỹ lập nghiệp ngay cả với hai bàn tay trắng, từ đó làm nên một nền nông nghiệp tiên tiến và hiện đại bậc nhất thế giới ở Mỹ. Vừa rồi thì admin đẹp trai đã đưa các bạn bằng trực thăng sang khám phá ruộng đồng nước Mỹ với bốn ấn tượng nổi bật nhất từ máy móc hiện đại, trang trại như khu nghỉ dưỡng, cuộc sống giàu sang của nông dân hay những ưu đãi vượt trội của chính phủ. Từng ấy đã đủ để các bạn thấy nền nông nghiệp Mỹ xịn sò không nước nào bằng chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút cuối cùng của video. Nếu các bạn là một người thích tìm hiểu về các thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp, hãy đăng ký kênh nông nghiệp 4 chấm này để cùng chúng mình khám phá những điều thú vị về nông nghiệp trên toàn thế giới nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.